các bạn sẽ không tin đâu, đây là cua Hai Gia, khu du lịch Hoàng Lan Cồn Bửng. Nguyên cái dĩa cua này có giá hơn 300 ngàn, 330 hả? Mới ăn hết miếng rồi các bạn nha, tính ra là tới 5 con lận, trời ơi. Rồi, đủ lý do để đến Bến Tre, đến thành phố rồi, khỏi cần suy nghĩ gì nữa hết. Nhớ Hoàng Lan nha, Hoàng Lan. Trời ơi, đã quá. Ồ, tuyệt vời, ông mặt trời. Và đây là chuyến phà từ xã An Đức, huyện Ba Chi đi về xã Mỹ An, huyện Thành Phú. Mênh mông sông nước luôn. Lắc lư, lắc lư, lắc lư. Và đây là con đường rập bóng dừa xanh đi vào trung tâm thị trấn Thành Phú, huyện Thành Phú, tỉnh Bến Tre. Đẹp quá các bạn ơi. Màu dừa xanh, bầu trời trong xanh. Bến Tre ơi là Bến Tre. Và đây là biển Thành Phú, khu du lịch Cồn Bửng, huyện Thành Phú, tỉnh Bến Tre các bạn. Quá trời không, sóng biển kìa. Gió rất là mạnh các bạn ha, thông cảm. Cái âm thanh sẽ hơi ồ xíu. Ngồi ở đây đón gió biển, ăn hải sản thôi. Đây là cánh đồng lúa ở huyện Thành Phú, tỉnh Bến Tre các bạn. Đó, trời đẹp. Đây là mô hình trồng lúa nuôi tôm. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 11 giờ sáng ngày 17 tháng 11 năm 2020. Và mình đang đứng ở khách sạn Thiên Phúc, trung tâm thị trấn Ba Chi ha, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre. Bây giờ từ đây mình sẽ đi về bến phà An Đức, huyện Ba Chi, bắt phà đi qua xã Mỹ An, huyện Thành Phú. Thì Thành Phú là một trong ba huyện vùng biển của Bến Tre, có đường bờ biển dài 25 cây số. Nổi tiếng với biển Cồn Bửng và nhà cổ Đại Điền hay là nhà cổ Huỳnh Phủ ha. Bây giờ chúng ta đi thôi, từ đây đến bến phà An Đức khoảng độ 13 cây số. Trời trong xanh, nắng đẹp, hoa vàng rực luôn. Và đây các bạn, chúng ta đã tới nơi ha, phà An Đức Mỹ An. Bên đây là An Đức, huyện Ba Chi, bên kia là Mỹ An, huyện Thành Phú. Dòng sông trước mặt là dòng Hàm Luông. Rồi, mua vé. Rồi, đi vô các bạn. Ở đây có bán bánh bao, bán nước mía. Rồi, một chai Coca-Cola trước khi lên phà. Sinh tố nước mía. Và
Và đây các bạn, phía Ba Chi thì bến phà hoạt động từ 5 giờ 30 sáng tới 5 giờ rưỡi chiều. Còn phía Thạnh Phú thì từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối ha. Và cái số lượng khách đi phà mình thấy không nhiều lắm cho nên thường phải đợi đó. Rồi, chiếc phà đã đến. Đây, sông Hàm Luông. Mênh mông. Mình đến đây lúc 11 giờ hơn. Và bây giờ là khoảng độ 11 giờ rưỡi ha. Mới có một chuyến phà. Rồi, phà bắt đầu chạy. Chiếc tàu kia kéo vô. Dòng Hàm Luông. Nóng quá. Mênh mông sông nước. Thằng Minh mới có nói chuyện với người dân địa phương các bạn. Thì ở đây phà 1 tiếng đồng hồ mới có một chuyến nha. 11 giờ rưỡi, 12 giờ rưỡi. Chuyến mình đi là 11 giờ rưỡi. Nắng liên tục thay đổi luôn. Dòng Cổ Chiên mênh mông. Đẹp quá là đẹp. Nhưng mà nắng thiệt luôn á. Nắng muốn cháy da luôn. Mà đi là sẽ có đi khoảng độ nửa tiếng đồng hồ á. Ở trên cái phà thế này nè. Mình đang zoom cận cảnh các bạn nha. Thấy rõ hơn về cái màu của cái nắng và dòng sông. Đó. Nhưng mà tính ra hồi đó là ông Trương Vĩnh Trọng á, là thủ phó thủ tướng chính phủ của tỉnh Bến Tre mình đó, quê hương đó, xin làm đó, là tính ra được chỉ tỉnh Bến Tre đi không. Giờ giúp bộ kéo từ trên đó. Bởi mày ông tính già đó nó. Bầu qua và rập miếu, qua đèo bước theo sau, đội bóng trăng trên đầu, hương như áo cô dâu. Rồi, đi khoảng độ nửa tiếng
chúng ta sắp tới nơi rồi đó. Bờ bên kia Thạnh Phú. Lắc lư chuyến phà, lắc lư chuyến phà. Rồi. Rồi, chạy. Các bạn vừa xem xong một đoạn video dài 1 phút rưỡi ha. Các bạn thấy không? Con đường đẹp quá trời luôn. Từ bến phà Mỹ An vào trung tâm thị trấn Thạnh Phú dài khoảng độ hơn 4 cây số. Đẹp gì đâu á. Rợp bóng dừa. Rợp bóng dừa luôn. Thấy dừa thì nhớ Bến Tre. Thấy bông lúa đẹp thương về Hậu Giang. Bến Tre ba dải cù lao. Đây Thạnh Phú, Cù Lao Minh ha. Quá trời đẹp. Ở vùng này họ nuôi tôm rất là nhiều các bạn. Ngoài ra trồng lúa nữa, lúa và nuôi tôm nha. Ngay cả là họ nuôi tôm trong ruộng lúa luôn. Ôi, thiệt là. Tiếp tục đi thôi các bạn. Và đây mình đã tới trung tâm thị trấn Thạnh Phú, nhà nghỉ Lập Huy. Số điện thoại là 0753 870 397 ha. Hoặc là số di động đây 0395 005939. Giá phòng nghỉ đây là 250.000 đồng. Khuôn viên khá là rộng. Có cây xoài nữa đã lắm. Mình tìm thông tin trên mạng thì ở Thạnh Phú này chỉ có 3 nhà nghỉ thôi. Bung góc rộng ra. Đây, có không gian thoáng đãng là đã rồi. Đây các bạn, dãy nhà nghỉ nha. Ở đây có máy lạnh. Có wifi. Phòng của mình là 102.
Mình đang quay góc rộng nha. Ở đây có quạt máy, có tivi và tủ lạnh. Máy lạnh nữa, lộn, không có tủ lạnh. Phòng này có diện tích khoảng độ 10 mét vuông gì đó. Cái phòng có cửa sổ là phòng 103 mà có người thuê rồi. Và đây là phòng tắm. Nói chung diện tích tương đối nhỏ. Dù sao thì giá 250 cũng yêu cầu cao. Sạch sẽ là được rồi. Cũng có cái chỗ để ngồi uống trà ha. Không có tủ quần áo, chỉ có mấy cái móc thôi. Đây mình quay cận cảnh là cái giường. Rồi nghỉ ngơi chút xíu thôi các bạn. Sau đó mình sẽ đi về bãi biển Cồn Bửng ăn hải sản. Hình mình xem được trên bàn á, trên mạng á, thì bãi biển Cồn Bửng có cái khu vực bán hải sản rất là nhiều. Cành lá lao sao, mận quá trời mận các bạn ơi. Từ trung tâm thị trấn Thạnh Phú, mình chạy tới đây, đây là vườn nho Bảy Thiết của chú Bảy Thiết ha. Đáng tiếc là hiện tại là vườn nho chỉ còn cây thôi, mới vừa cắt lá, khoảng sau hơn một tháng nữa, chú nói là khoảng độ tháng 11 âm lịch đó. Và khoảng độ 2 tháng nha, là sẽ có trái. Bây giờ mình sẽ quay cái vườn nho các bạn xem nha. Nho từ giống từ Ninh Thuận. Đây các bạn, nguyên vườn nho. Ở phía dưới là trồng hoa 10 giờ. Tiếc là mình đến đây là cắt hết lá rồi. Thì bạn nào đã đi Ninh Thuận thì chắc là các bạn nhớ là cái vườn nho Ninh Thuận đúng không? Mình có quay Ninh Thuận, có quay vườn nho đó. Ôi. Đây chú Bảy Thiết, chú còn ruộng nho gì không? Còn ruộng nho à, bán sao chú? 120 ngàn đồng chai là 1 lít đó hả? Ba sĩ à, cho con chai đi. Điểm tham quan du lịch vườn nho chú Bảy Thiết đó, 0368250283 các bạn nha. Nguyên cây nho đây. Trên đường đến đây thì thấy vườn xoài tứ quý rất là nhiều. Đây, sản phẩm ruộng nho chú Bảy Thiết, tỉnh Bến Tre. Gọi là mình quay video sao ta? Mình muốn góp phần vào phát triển du lịch của tỉnh Bến Tre. Thấy Thạnh Phú có được cái sản phẩm này, thực ra thì không có lạ so với tỉnh Ninh Thuận. Mà dù sao cũng sẽ có cái hay ha. Cái vùng đất cát biển trồng được nho. Như tỉnh Bến Tre chắc là chỉ có mình chú trồng được cái nho này đúng không? Mình trồng là đầu tiên nhất. Dạ. Còn sau này cũng người có hộ trồng cũng vài dây vậy đó. Dây. Tính ra là bao nhiêu hecta chú được tính hecta không? Hay là tính một cái vườn là bao nhiêu mét vuông? Đây trồng mét vuông rồi đó. Nhưng dạ. Đây trồng cũng được 200 gốc rồi. 200 gốc thì nếu mà tính ra mỗi lần thu hoạch là được bao nhiêu trái chứ? Bao nhiêu ký? Nó chưa đều hết. Vì có số trái, có số nó còn tơ á, chưa trái. Mà cái giống là từ Ninh Thuận đúng không chú? Của Ninh Thuận. Giống nho xanh. Giống nho xanh rồi. Dạ. Nho hồng ngọc. Hồng ngọc. Rồi thôi con mua chai rượu. Như thế thường là tháng mấy là có trái nhiều chú? Thường. Giờ rồi có trái quanh năm. Cũng gần tới Tết mình á. Dạ. Gần Tết mình. Ở tháng 11 là nó có trái rồi đó. Dạ. Thấy trên mạng cái hình đẹp lắm luôn á. Qua dạ. Đợt đó rồi tới tháng 2. Tháng 2. Tháng 3 mưa xuống rồi mình cho không cho trái nữa. Mưa xuống trái nó bị hư. Mưa trái bị hư dạ. Thì có nghĩa là một năm được mấy mùa hai là mùa. Có trái hai mùa. Dạ. Rồi chúng ta tiếp tục đi về khu du lịch Cồn Bửng. Rồi đây các bạn, khu du lịch biển Cồn Bửng. Rồi biển sóng vỗ quá trời luôn, mấy người buôn bán hải sản đi lên đây hết rồi. Rồi bây giờ cua hai da là 300 ngàn đồng đúng không? 1 ký, bao ăn, một cái lẩu gì đây, lẩu cá bóp hả? Rồi, có bóp có chim luôn đúng không? Có chim, muốn chim vậy. Dạ. Thôi giờ lấy lẩu cá bóp thôi. Có chim hồi núi, em muốn bóp cái nào cũng ngon hết á.
có nghĩa là lẩu cá bóp 200, lẩu cá chim cũng 200. Ừ. Đó, lẩu cá đuối cũng 200 luôn. Rồi. Dạ yeah, rồi, ok. Nghiêu hôm sau, nghiêu hôm sau. Nghe nó nghiêu nổi tiếng không? Nghiêu quá thì nghiêu thì được, chứ không ngon không? Vậy hả? Thôi thôi, vậy hai món đó đi. Nam ăn mực trứng đi, mực trứng bà con. Ồ, mực trứng được à? Ừ, mực trứng với nước mắm, ngon cực kỳ. Bạn nhiều quá không ta? Ăn thì làm ít thôi, nửa ký thôi. Nửa ký nhiều? À, nửa ký 150, ngon cực kỳ. 150 hả? Ừ. Cái gì vậy? Chị là chủ nguyên khu này nè, bán rẻ nhất, chị chủ vừa cua luôn hả? Ủa vậy luôn con hả? Con rắn là miễn phí luôn. Tao không, bây giờ hỏi là giờ là ăn hết rồi ta. Ăn ra chắc tới tối luôn quá. Dạ đi chơi đi thì bắt đầu ăn hết thì để nó đi, đi chơi vòng vòng hồi đó ăn. Không, bây giờ vậy nè. Vậy thôi ăn cái mực trứng đi, bỏ cái lẩu. Bữa ăn lẩu rồi. Lấy cái mực trứng xong rồi lấy cơm. Tức là mực trứng biết không? Đời. Làm cái mực trứng xong rồi lấy cái cơm. Cơm trắng á. Cơm trắng miễn phí. Cơm trắng. Ừ. Với lại thôi thì nấu lấy tô canh đi. Ý là con 150 cái tên mật à. Canh thì canh à, em muốn ăn hết thì chị làm cho em cái lẩu nhỏ thôi, 150 thôi. Không, ăn hết thì sướng hết. Chị thấy một cua rồi, rồi tới tô tới mật rồi. Bây giờ lấy cái tô canh, một tô canh cải đi. Rồi tô canh cải. Cải có cải thảo không? Cải 50 có. Cải thảo à? Canh cải, canh ngọt gì để chị tên đó. Rồi lấy cải thảo đi, hay lấy canh chua, em muốn ăn nào? Rồi ok. Canh chua, làm canh chua, chị làm canh chua. Rồi ok, canh chua không cũng được nữa. Ý là canh chua 50.000 đó. Canh chua vậy đó. Rồi thôi. Canh chua có bóp đi. Rồi đó 50.000 đó, biết chị làm sao chị làm vậy? Chị làm cho em trong nhà đi, có cá bóp luôn. Dạ. Có cái có ai ăn canh chua mật không ta? Rồi ok thôi làm. Mật thì chị bỏ mật. Thì bỏ vài miếng thôi chị căng cái hết à. Nói chung là chị bán cái gì chị cũng căng cái hết. Rồi bây giờ vậy nè. Rồi. Chị làm bỏ nhiều cho em còn cá. Chứ sao không? Mà sợ ăn không hết đem về. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy chị làm cho em. Ừ. Chị mật trứng. Ừ. Cua. Cua. Rồi ok. Cua là luộc đi. Ăn không hết là đem về nhà luôn. Dạ. Yeah. Dữ. Rồi các bạn nghe không? Tiếng súng vỗ rất là lớn nha. Hơi ồn xíu. Có gió nữa. Khu địch Cồn Bẩn, xã Thạnh Phú, Ê Quay, huyện Thạnh Phú. Quá trời các bạn ơi. Wow. Tuyệt vời. Miền Thạnh Phú à. À trời, không có tắm mà ra ngoài đây đón gió biển cũng đã nữa rồi. Trời ơi, nó vỗ lên. À, sóng biển đánh con này lên luôn. Không biết cái con gì. Mới đi ngang bị sóng biển đánh một cái ướt hết quần áo luôn. Trời ơi. Rồi thôi, vô cởi áo ra luôn, bơi. Rồi, đầu tiên lẩu đã đến và mực trứng đã đến. Mực trứng đã ha. Ở đây. Đây mực trứng các bạn. Dai dai bùi bùi, ăn ngon á. Lớp ngoài cứng ngon, giòn á. Gì? Cái lớp ngoài là dai dai là cái phần mực, ở trong là bùi bùi. Nhưng mà ý là cái cách chiên á, họ làm giờ, họ làm ngon á. Nhìn chung là bên ngoài nó mặn mặn. Ngon lắm luôn á. Vậy hả? Không có tanh, nó bị tanh. Đâu có tanh đâu. Để ăn thêm hai ba con đó tính. Chấm thêm phần tương ớt. Đã quá. Cái rau ngon. Mực trứng, mực trứng. Nói chung là chấm tương ớt ngon, mình lại thích cái con mực nó to hơn chút xíu nữa. Trứng thật là nhiều vô.
ăn cho nó bùi từ bùi. Cái này thì mình nó cảm thấy là nó thích rồi. Đỡ tắt. Ờ. Xe với xe Tam Diễn. Một xe thì nó ở quận 3, còn một xe nó ở quận 10. Nếu mà gần thì em lại lấy. Em biết quận 10. Ừ, ngay còn... chỗ Trưởng Chí Thanh rồi. Ừ đúng rồi đó. Rồi. Mấy xe cái này là khoan chị, cái này là 5 con. Ừ. Là bao nhiêu tiền? 330. 330, 1 kg 1. 1 kg 2 mà chỉ tính cái mốt thôi. Trời ơi. Và các bạn xem nha, đây là cua hai da ha. Rồi gạch quá trời gạch luôn rồi, mai mốt khỏi ăn cua Sài Gòn nữa. Kêu cổ ship qua về Sài Gòn ăn cua rồi. Được, ship tươi luôn không? Tươi luôn đúng không? Bảo đảm đúng không? Rồi. Cua sống cái cua mà chết sao ba? À, đâu đã quá. Trời. Không mà hỏi về cái cua này là thường là cua nuôi đúng không chị? Ăn thiên nhiên. Thiên nhiên luôn hả? Ngay giờ cũng nuôi được tại vì người ta nuôi kẹp nhiều quá mình nó thải chất. Mình em dùng một mẹ lấy một con mẹ ra cái phần chính giữa mình. Nè. Cái con lớn đã đúng kìa. Đó. Con nẻ dưới rồi. Không đó, cái con đó, con đó. Rồi. Chị chủ cho số điện thoại đi. 0918 gì nữa. Rồi. 26 3651. 0918 26 7651. Rồi, chị tên gì hả? Chị tên Thoa, quán Hoàng Lan. Chị Thoa, quán Hoàng Lan. Thoa. À, khu du lịch biển Cồn Bửng. Huyện Thạnh Phú. Tỉnh Bến Tre. Ăn cho mà ngập họng luôn, quá trời. Không thiệt cái nha, em nói thiệt. Nếu mà với cái giá này như vậy, em ship về Sài Gòn em ăn. Ừ, ăn lần mấy ký cho đã. Em cứ vậy alo là chị gọi tới chỗ. Trời ơi, má ơi. 27 thôi, em ăn ở đây là 300 nhưng mà em tới chỗ là 200. Dạ. Ừ, trời ơi. Em hiểu rồi. Rồi, các bạn ghé Thạnh Phú ăn cua. Rồi, chỉ cần như vậy là đã đủ lý do để đến Bến Tre, Thạnh Phú rồi. Khỏi cần phải cứ tắm biển, tắm bét gì hết. Nó gạch nhiều mà nó thịt nhiều, em ăn thử đi. Đúng rồi, đúng rồi. Mà cái cua hai da này, tôi phải lúc đầu cũng có. Không thơm ngọt, không có chị mua ngày nào, tại chị mua nhiều lắm. Ngày mua mấy trăm ký chị lựa, hồi nào không có. Còn nếu cua thịt nhiều? Cua thịt là, nếu mà ship tới chỗ là 250, là thịt hai da nghe. Dạ. Còn thịt thường thì nó rẻ đâu. Rồi, đây canh chua. Canh chua 100 ngàn. Canh chua này cá gì chứ? Đây này cá bóp gì là với cá bóp. Cá bóp với mực. Rồi, canh chua cá bóp với mực đó. Đây mực tươi luôn. Hy vọng là du lịch Thạnh Phú sẽ phát triển. Ồ cái giá này mềm hơn hôm qua nhiều so với bên Ba Chi luôn á. Chị bán mềm hơn ở đâu hết á. Tại vì chị bán mềm giá dừa. Chị bán ký là 20-30 ngàn đủ cho lính được rồi. Đúng rồi, với lại có chị chủ khách. Là chị mua nguyên khu để dành là tắm biển với ca. Chị phải ca. À karaoke ha. Ca nhạc sống luôn đó, có nhạc sống luôn trong kia. Còn vậy có cháu vậy có ba. Ê, chụp hình chưa? Dạ, chụp hình chưa? Một cái này à. Rồi, ok. Em ở Ba Tri cũng có Hùng Hoàng Lan đó, đi qua tới bển á. Dạ, dạ. Hùng Hoàng Lan. Trời ơi. Lo kéo kéo. Nhiều khi ngày mai em mua về quá. Lo kéo kéo đi ca. Qua đây, ánh nắng lên các bạn, nhìn đẹp quá. Rồi, sao rồi Minh? Ăn cua thấy sao rồi? Dạ. Rồi bây giờ mình sang tàu đảo quá ha, nãy giờ ngày nhai không? Có ngoài chị đây, chị có cái kim bồ kìa. Có. Kim bồ. Lại gì? Cây quay em quay á. À không cần. Không cần. Em quay kỹ lắm. Má ơi. Ủa trời. Ở đây nói chung là ăn xong rồi nằm ngủ luôn cũng đã nữa. Gió mát quá trời mát. Chị hồi đó chị xưa chị mua chỗ này nè, chủ yếu là ra đây là cắm biển với thông mát kìa chị ba, chủ yếu là ca với bán cua. À. Chứ chị không phải ở đây lính ở đây không à. Dạ. Ở bên nhà nghỉ mấy người. Trời ơi các bạn, ngon lắm luôn, cái phần gạch ngon lắm luôn á. Không còn cái lời gì để nói nữa với cái giá này và cái gạch cua này ngon quá. Hôm qua là em ăn ở Ba Chi. Vậy nên là qua đây không định ăn ở đâu. Nhưng mà nghĩ lại là phải nghe nó Thạnh Phú nổi tiếng về cua. Đúng rồi. Thì cũng đã thiệt đó. Đây đây là chị Hoàng Lan. Đó. Các bạn cứ đặt thử đi nha. Đặt thử qua số điện thoại của chị đi. Mua thử 1-2 ký ăn đi. Rồi sau đó các bạn ghiền. Bạn nào kinh doanh hải sản ở Sài Gòn, ghé gặp chị Hoàng Lan luôn. Hello, chị gọi tiếp đi. Dạ. Chị bỏ, chị bán cái dừa này, chị ship nhà hàng, đúng cái đó.
Rồi tiếp tục mình sẽ ăn cái món canh chua cá bóp với mực. Cái phần canh chua phải nói là phần mực rất là tươi các bạn, cá bóp ngon luôn. Thì trong đây các bạn thấy sẽ có là đậu đũa lộn, má ơi, đậu bắp khóm với lại bạc hà, cà. Nhưng mà chắc chị cho em thêm cái độ chua với độ ngọt nha. Em thấy nó hơi nhạt đối với em. Tăng thêm chút xíu cho em chanh với đường đi. Với ớt sắc. Rồi ok, ở đây ớt sắc rồi, em trộn lại. Đạo quá. Nó hơi nhạt đối với em. À, cho em thêm đi, cho thêm chanh đi, cho khoảng bộ 2 trái chanh đó. Rồi ăn cơm luôn. Gạo này chỉ nói là chỉ tự nấu nữa, quên lộn, chỉ tự trồng hả? Rồi, gạo tự trồng. Lúa tự trồng lộn. Rồi gặt lúa. Nói chung là ăn xong cái này là coi như là tối hôm nay nhịn đói. Rồi cua xuất sắc luôn á. Trong tất cả những lần ăn cua là đây là lần đầu tiên mà thấy xuất sắc về giá cả và về chất lượng. Ăn xong rồi cứ nằm lên võng ngủ. 23 cây số từ trung tâm thành phố các bạn. Vậy đáng. Thực sự rất là đáng để đến đây luôn. Rồi. Đúng rồi, nó đón mình đây luôn. Rồi các bạn, từ trung tâm thành phố Sài Gòn, nói chung từ Sài Gòn đi ha, sẽ có xe về thành phố. Chị nói là xe gì chị? Hãng nào? Xe Phước Thơ. Phước Thơ. Phước Thơ, Thanh Viễn, hai xe. Phước Thơ và Thanh Viễn. Ở đây chỉ có kinh doanh nhà nghỉ luôn. Một lát nữa mình sẽ quay cái nhà nghỉ các bạn xem nha. Thì coi như là mình có ý định là chỗ là đến đây ăn với uống ngủ thôi. Chuyện giờ chuyện sao, chuyện sao. Không, tại vì kết cái cua này quá, thực sự là cái giá nó mềm, thực sự mềm luôn á. Tao có thể xuống biển cắm trại. Dạ. Giá nói chung là rẻ bất ngờ. Cũng như nếu mà nước rồng thì ghe nó vô, người ta bán đồ cá, rồi tôm, rồi dạ. Tất cả ghe nó đánh ngoài ngoài nó vô. Cái chợ, cái mà chợ thì nó sẽ diễn ra trên biển hả? Dạ. Rồi vậy mà lát nữa em xin phép quay nhà nghỉ nha. Rồi quay đi. Dạ. Rồi đây nhà nghỉ Hoàng Lan các bạn. Dạ. Rồi bây giờ em vô quay phòng ha. Chỉ đang xây dựng cuốn chiếu. Đây khu vực phòng. Phòng này là phòng số 8. Phòng giá nhiêu chị hả? Dạ. Dạ. Đây các bạn, đây là phòng 4 người thì 300 ngàn đồng ha. Ở cái nhà vệ sinh là đây luôn đúng không ạ? À, phòng tắm luôn rồi. Đây, phòng tắm. Sạch sẽ ha. Quay góc rộng rồi quay góc hẹp. Phòng có quạt máy rồi, tivi và tủ lạnh. Ê, lộn, đâu có tủ lạnh, có máy lạnh. Dạ. Rồi đây có cửa sổ các bạn trên tầng 1 nha. Gió sẽ rất là lớn và các bạn sẽ nghe âm thanh hơi ồn một xíu nha. Mình quay cận cảnh cho bạn xem. Rồi gió lồng lộng luôn, quá trời lớn, nguyên cái view biển mát quá. Dạ rồi, phòng này có 200.000 thôi các bạn, 200.000. Rồi liên hệ với chị Hoàng Lan luôn, từ xe cho đến phòng thức ăn uống luôn. Nói chung là cầm 1.000.000 đồng trong tay là bảo đảm là vi vu thoải mái. À, có cây dương nữa kìa. À, chị nói là chiếc tàu không số gì. À, đường mòn Hồ Chí Minh trên biển. Thoải mái ghê. Mát mẻ nó, cũng như mở cửa ra đã ghê. Dạ.
Đây quay cảnh rừng đây này, dương đúng không? Đây phi lao đó, dương. Có còn thêm một tầng nữa hả chị? Tầng không có tầng nữa nhưng mà cái tầng này nó chạy dài ra ngoài. À dạ dạ. Nhưng mà cái công trình điện gió là bao giờ xong? À. Hôm tháng 12 mà ra tới ngoài đây cũng đã rồi. Trời ơi, ngày mát luôn. Cái biển phù sa này nó lạ. Đã quá các bạn ơi. Thực sự là mình muốn ngồi ở đây nghe tiếng sóng biển nè, nhìn cảnh biển thế này. Ước luôn ha. Âm thanh đã quá trời luôn. Đôi khi mình cảm thấy là tiếc cho du lịch Việt Nam và Bến Tre. Thì trong 10 năm mình đi lại, đi qua lại ở tỉnh Bến Tre thì mình thấy là thường các tour từ Sài Gòn, slot từ Sài Gòn đến Bến Tre thì chỉ bán có một cái tour thôi, thường là cái tour đi Cồn Phụng rồi Cồn Quy, chủ yếu là đi đò chèo đặt dừa nước rồi bán kẹo dừa đờn ca tài tử. 10 năm qua gần như cái sản phẩm không thay đổi nhiều, chủ yếu là tour một ngày ha, không có lưu trú nhiều Bến Tre. Còn có một số tour thì nó đi vào trong trung tâm thành phố Bến Tre rồi cũng đi đặt dừa nước. Nói chung là loay hoay như vậy. Thì có một số tour nữa thì đi về vùng chợ lách Cái Mơn, nhưng mà tuy nhiên là chỉ phát triển vào cái giai đoạn như là mùng 5 tháng 5 âm lịch, tức là Tết Đoan Ngọ, hoặc là đôi khi là có dịp Tết thì có hoa kiển rồi thôi. Thì mình vẫn nghĩ chỗ là Bến Tre thực sự là có tiềm năng, nhưng mà làm như thế nào, phát triển như thế nào là một cái câu hỏi lớn mà bao nhiêu năm qua là không có thấy ai giải đáp. Mình thấy là cái thế mạnh của Bến Tre là ngoài dừa nè, cây dừa đúng không, mình sẽ thấy là có những cái con đường, những cái con đường phải nói là rợp bóng dừa rất là đẹp. Rồi dừa nước thì có rạch dừa nước. Rồi lúa, hồi nãy mình đi ngang qua những ruộng lúa, vuông tôm. Thì nói chung là vừa trồng lúa, vừa nuôi tôm. Rồi chợ lách Cái Mơn thì có trái cây, có hoa. Rồi có biển Thành Phú, biển Ba Chi, cua rất là ngon. Tuy nhiên là không có một cái sự liên kết đẩy mạnh ra được, để ra được cái là cái sản phẩm chủ lực của Bến Tre. Như mình á, nếu mình nghĩ mình đang ngồi ở đây nè, mình nghĩ về thành phố Kép của Campuchia, thì Kép Campuchia là, nếu các bạn có xem cái loại video mình ghi hình về Campuchia trong 30 ngày á, thì sẽ thấy là ngay thành phố biển Kép sẽ có một cái biểu tượng là một con ghẹ rất là lớn. Và ở đó là đặt ngoài bãi biển đó luôn. Đi ra xa thì là xa, thì người ta đến Kép người ta biết chắc chắn là đến đó để ăn hải sản, ăn ghẹ, ăn cua, rồi có biểu tượng của nàng tiên cá nữa. Nói chung là họ xác định rất là rõ là thế mạnh của họ là gì ngoài biển. Thì mình nghĩ là tại sao thành phố này là ở Bến Tre, cua rất là ngon và giá nó mềm như vậy mà không làm một cái biểu tượng đi. Một biểu tượng về một con cua khổng lồ đặt ngay bãi biển thành phố, lấy trọng tâm luôn. Rồi cái logo du lịch của Bến Tre có thể là thay bằng bây giờ hiện tại chỉ có hình ảnh cây dừa thôi. Tại sao không ghép vào trong trọng là hình ảnh của trái cây, của chợ lách, rồi cây kiển, rồi cua ghẹ hải sản, rồi ruộng lúa. Nói chung là những cái đó là phải đặt vào trong, nó sẽ tạo cho người ta một cảm giác là người ta biết được là cái thế mạnh của Bến Tre là gì. Cũng như có một lần mình đi Cà Mau, rất là tiếc là ngay trung tâm thành phố Cà Mau chỉ có hình tượng cây đước thôi, mà những cây đước rất là, mình cảm giác là nó rất là ôm nhôm á. Mà trong cái nói Cà Mau nổi tiếng cua, mà cuối cùng mà đi Cà Mau lần đó mình ăn cua thì giá của nó khá là cao. Mua trong chợ thì ok 300 ngàn, nhưng mà đi ra các hàng quán thì giá của nó chém rồi là mình cảm thấy là hơi cao á. Thực sự mà nói, nếu như mình là có một cái diện tích rất là lớn ở Bến Tre này á, thì mình sẽ trồng lúa, trong đó thì sẽ thả tôm, giống như là vừa lúa vừa tôm ha. Thì sẽ tạo ra những cái đường cong giống như kiểu gọi là Tràng An, Tam Cốc Bích Động Tràng An các bạn. Thì sẽ có đồi chèo đi trong ruộng lúa. Rồi xung quanh cái ruộng lúa đó có thả tôm, thả cá. Rồi có những hàng dừa cũng dành như uống cong. Thì nó sẽ tạo ra một cái sản phẩm gọi là chung là hay cho du khách. Còn rất nhiều ý tưởng nữa. Tuy nhiên là mà mình có nói nhiều hơn, mình nghĩ chắc không biết bao giờ mới thực hiện được. Rồi các bạn, đây quán ăn cua biển Hoàng Lan. Số điện thoại 0984 172 209.
0918267651, ấp 8 Cồn Bẩn, Thạnh Hải, huyện Thành Phú, tỉnh Bến Tre. Ở đây mình ăn cua gạch nè, 1 kg 330, nước ngọt 2 chai 30 ngàn, canh chua cá bóp với lại mực 100, mực trứng thì là 150 ngàn đồng, tổng số tiền là 610 ngàn đồng, và mình ăn không hết, phải mang mấy con cua về. Đây, bữa nay Thành Phú đã quá, ăn cho đã xong chỉ muốn ngủ thôi. Hồi nãy trên đường đi tới khu du lịch Cồn Bẩn các bạn, mình không có quay đường đi ha. Bây giờ mình quay đường đi các bạn xem nè. Hiện tại là 4:30 chiều đó. Trước mặt các bạn là nguyên cánh rừng đước luôn. Rồi bên đây là dừa nước, cảnh đẹp lắm. Hoàng hôn rồi. Ai đi về. Rồi, trên đường về các bạn, chạy tới đây ha. Đây là cánh đồng lúa. Ở đây họ nuôi tôm, nuôi cá gì nữa. Mô hình vừa trồng lúa, vừa nuôi tôm nè, đẹp quá. Gió hơi lớn, hơi rồ xíu. Bây giờ mình sẽ zoom cái máy đằng xa. Cái này gọi là diện tích cực kỳ lớn mà làm thành những cái đường như là đường cong để mà cho lò chèo đi, tuyệt vời luôn. Định đi về rồi mà vẫn thấy đẹp quá, quá tuyệt vọng này các bạn. Đã quá trời đã luôn. Tiếc một cái là gió lớn quá đi. Mình là cái ruộng này của nhà anh hả? Cái này mình nuôi tôm đúng không anh? Nuôi tôm. Vừa nuôi tôm vừa lúa luôn, đã quá. Mùa này tôm không nuôi mà nó bị nước ngọt không nuôi luôn tôm. À, mùa này trồng lúa thôi. Dạ. Mình sắn cái đó làm gì anh? Thì cái chỗ đó lại nước nó tràn vô cái chỗ đường của ta ba. À. Ở bên kiểu lâm nó tràn lên cho nước mặn vô nó à. Ôi cánh đồng lúa đẹp quá. Cái này mình có được cái chiếc đò chèo chợ đi trong cái cánh đồng lúa này bá cháy bọt cháy. Có chuồng nè. Dạ. Dạ mình ở Sài Gòn á. Dạ đẹp quá đi. Đúng rồi, đi chơi á, quay video làm YouTube luôn. Trời ơi cảnh đẹp thiệt luôn á. Đây các bạn, mình zoom cận cảnh nè. Biết ghê là gió lớn quá chứ không hồi là cái âm thanh nó sẽ đẹp lạ lắm. Trời ơi đẹp chưa. Đẹp quá. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp nha.